Bước 1. Lên ý tưởng xây dựng bố cục. Ở bước này, các em cần tìm hiểu nội dung và mục đích của tranh cổ động để tìm hình tượng thể hiện, xác định nội dung chữ và phát hình để sắp xếp màn hình cho phù hợp. Chú ý tỷ lệ màn chính trong tranh cần to, rõ ràng. Bước 2. Vẽ hình. Vẽ phát hình ảnh chính trong tranh. Hình ảnh trong tranh cổ động cần đơn giản, khái quát, mang tính biểu trưng cao. Bước 3. Vẽ chữ. Chữ trong tranh cổ động thường ngắn gọn, xúc tích, thể hiện rõ nội dung cổ động. Kiểu chữ cần chân phương, đơn giản, dễ nhìn, dễ đọc. Trong bước này, em có thể vẽ thêm một số hình ảnh phụ để giúp bức tranh thêm đẹp mắt và sinh động. Bước 4. Vẽ màu. Khi vẽ màu trong tranh cổ động, em nên sử dụng màu sắc tươi sáng, có độ tương phản, giúp nổi bật hình ảnh chính của tranh.